người một người vui vẻ đấy. Người đấy à? Mình vừa mới làm xong cái cầu ấy, nên là gọi bố mình với anh mình ra thưởng thức trước, gọi là Khánh Thành mới làm xong cái cầu còn lên. Trước gọi là Khánh Thành mới làm xong cái cầu còn đây là dự án rồi sau làm hoành tráng hơn nhá. Thôi mọi người, hôm nay mình sẽ làm món là bò nướng. Nào, chào các bạn nhé. Bò Kobe đấy, nhập từ nước ngoài về. Thì trong khi chờ đợi coi là bò nướng thì uống bia đỗ trước. Chạy đéo khó thế. Ô, bố ấy đi, bán nó chấm lên. Chín luôn này, bỏ chín luôn. Bái. Không phải thấy ngon đâu. Được rồi đấy, nào, cuốn đi, nào. Đấy, đổ đây. Đổ ra, bỏ ra, bỏ ra. Được cái đĩa, không lấy cái đĩa đâu. Ăn lên cho nó. Cái này ăn múc à? Thôi, ăn nó ăn thôi. Đấy, nè, mời các bạn nha. Bỏ nhập ngoại cho ngoan. Ướt, đỏ loàn. Muối bỏ
thủng. Mời mọi người nha. Một cay. Ăn đi. Ăn đi. Cay hết. Đấy. Xịt xả cho nó ngon. Mới tất cả là kiệt luôn. Bốc. Bốc ngon. Ăn bốc ngon. Bốc. Bò Cuba, 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 bò gọi Cuba đây gọi Cuba, Cuba, quên nhầm. Đó là cái gì rồi, cái này nó nhầm. Bò Cuba. Nay là thử thức các bạn nhé, xem bò Cuba nó có ngon không, để sau mà ăn nếu mà ngon thì lần này mình ăn bò Cuba lần sau mình ăn bò Cuba. Mọi người có đang chảy nước trên răng không? Ừ. Để ta nhớ chả này. Bò thứ ba. Hết học cô bê. Ra đi, ra đi, ra đi. Sắp tụi cũng có gì này. Uống đi. Ra ra uống rượu nhỉ. Để ra uống rượu nhá. Nóng nó mới ngoan kìa bọn này. Xà lách. Bò, nướng với cả chấm sa tế chanh. Đây là ngồi dưới ao. Ăn
đi không? Quên sổ. Không trúng cả dưới á. Không trúng cả dưới á. Đấy. Zoom cắn. Thẻ ăn liên tục. Không nghỉ được. Không ra rồi. Hết thì phải chịu mà. Cái miếng rồi lòng đà bò ăn tái là bia cũng kêu ngày mát rồi ngon cả lúa xuôi tôi rượu và tôi mà đều ngâm đều hạ thổ dao đấy giờ luôn lại hết bia hạ thổ rượu dao tôi con lên đây chân đùi chung nhau và chết đấy tôi phải buộc cái tem này. Một cá này cá ai đây cá to nó rằng nó chảy rượu rượu này nó tầm được khoảng ủa có lạnh không? Lạnh rượu này nó tầm được khoảng ngâm tôi ngâm tầm được khoảng tầm 7-8 năm chùm nhau này cứ thỉnh thoảng ra tôi này tiêu hút và chài hết rồi ui. Điều thuốc bổ nhiều ngâm đinh năng đều tầm độ khoảng 30 năm đinh năng rượu đinh năng uống thôi rồi uống đi uống hết xong rồi thưởng thức cho nó khỏe đấy, nhìn tao cứ rượu đinh năng uống cái người này ngọt thơm. Cái loại rét này mà uống rượu đinh năng ngâm hạ thổ dao này mà thịt bò nướng này thì thôi rồi. Chén đi cho hết đi. Nốt đi. Ừ, cuối cùng. Bò nốt. Ăn xong rồi. Tôi cũng lúc cái chỗ này phí gì này. Gọi là bò Cuba, Cuba. Khổ thế. Cuba, bò cố phí mà. Ngon. Còn cái rượu hạ thổ nông ao. Đó. Cái rượu hạ thổ chuyên hạ thổ ra là chùm đều ra mấy nữa tôi sẽ khánh thành cái nhà ra mới làm xong cái cầu rồi. Quá nặng ngọt nâu đi.
không ăn xong rồi. Xin chào mọi người, tôi xin kết thúc video đây. Nếu mọi người thấy video của tôi hay, cho tôi một like và chia sẻ với chúng bên cạnh nhá. Bye bye, xin chào. Chào các bạn nhá. Bye bye. Xin chào.